Mất rồi.
Quái vật. Ôi, còn gì cái nhau ấy. Ôi, ôi. Quái vật ra đây. Quái vật. Ủa, thứ nạn mất người mất chó rồi. Lấy cái dây rồi. Mày chạy lấy dây nào. Có khi nào nó lúc rồi không? Không ơi. Mày vào hội tao hết nữa. Ui, cháu chó lắm. Cứ quăng dây vào đi. Thế là ai bắt được gì mất. Nào. Ui, có ai bắt đây? Quái vật thì chết rồi. Ui, quái vật chết chứ. Ui, có thấy gì đâu, hết dây rồi. Ui, ui, mày cẩn thận đấy, không quái vật là chết đấy. Ui, ui, kéo ra đây. Em kéo ra đây rồi. Em bắt được ai rồi. Kéo ra đây. Ra đây. Ui, quái vật. Quái vật ở trong rồi. Giờ sao rồi. Cứu người hả ông? Ông buông dây này, cháu vào lần nữa. Còn người bên trong mà. Hắn còn người trong à? Cứu cứu người mà. Hắn còn người bên trong. Ôi dây dây, có gì đâu vậy? Dài thế. Kéo dây lại đi nha. Nó có cả trứng à? Ôi, để cháu vào tao nhặt trứng về luộc đã. Ông vào đi. Ông vào đi, cẩn thận đấy. Ôi, trứng này luộc ngon lắm mày ơi. Con này nó gớm lắm đấy ơi. Không sợ đâu. Nó có quay mặt đấy không? Ta vào tôi lấy trứng tôi luộc nhá. Ông vào đi. Dưới đã. Đến bẩn đấy nghe. Đến đây này. Cái thùng mọc dừa. Cái gì? Dây đang vào anh ạ. Mày vào đi. Oh!